thủ tục chưa hoàn tất, huấn luyện viên Chelsea không kịp đăng ký cầu thủ trị giá 18 tỷ cho giải đấu quan trọng. Trường hợp của thủ môn Philip Nguyễn đang khiến huấn luyện viên Chelsea phải lo lắng. Theo những nguồn tin mới nhất, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam của thủ môn Philip Nguyễn đang có một số trục trặc. Điều này dẫn đến việc cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện để khoác áo đội tuyển Việt Nam. ASEAN Cup 2023 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 1 tới. Trước đó, các đội tuyển tham dự phải gửi danh sách sơ bộ lên Liên đoàn bóng đá châu Á. Nếu không kịp hoàn thành các thủ tục, Philip Nguyễn sẽ bỏ lỡ ASEAN Cup. Trường hợp của Philip Nguyễn đang khiến huấn luyện viên Chelsea không khỏi lo lắng. Mặc dù đã có trong tay những cái tên chất lượng như Đặng Văn Lâm, Đình Triệu, nhà cầm quân người Pháp vẫn muốn bổ sung thêm Philip Nguyễn vào đội hình. Ngoài việc từng thi đấu tại châu Âu và góp mặt ở những trận cầu thuộc đấu trường Europa League, Philip Nguyễn còn sở hữu bộ kỹ năng khá phù hợp với triết lý của huấn luyện viên Chelsea. Thủ thành 31 tuổi kiểm soát tốt vòng cấm địa và tự tin trong những pha xử lý bóng bằng chân. Theo định giá của trang thông tin chuyển nhượng Transfer Market, Philip Nguyễn hiện có giá trị lên tới 700.000 euro, khoảng 18 tỷ đồng. Vượt xa những tuyển thủ Việt Nam đắt giá nhất như Hoàng Đức, 400.000 euro, Tiến Linh, 350.000 euro. Mùa giải năm ngoái, thủ thành mang hai dòng máu Việt Séc đạt phong độ cao và góp công lớn vào chức vô địch V-League của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sang đến mùa giải V-League 2023-24, Philip Nguyễn đã bắt chính cả 3 trận đầu tiên cho đội chủ sân Hàng Đẩy và mới chỉ nhận một bàn thua. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.